Lời ban biên tập. Sau tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt đã đến sống rải rác khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada. Phương tiện liên lạc lúc đó còn hạn chế, phần lớn là bằng thư và tiền gọi điện thoại đường dài rất mắc. Mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu cùng một số mục sư và tín hữu đã thành lập một mục vụ mới để giới thiệu niềm tin nơi Chúa cho cộng đồng người Việt với tên gọi là Điện thoại Phúc âm. Người Việt ở khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada có thể gọi đến một số điện thoại miễn phí để nghe những bài đọc giải thích về niềm tin nơi Chúa. Sau khi Internet phát triển, chương trình này đã ngừng hoạt động. Trong những năm vừa qua, Thư viện Tin lành đã sưu tầm và lưu giữ những bài viết của chương trình Điện thoại Phúc âm. Thư viện Tin lành sẽ giới thiệu cùng bạn đọc một ít tài liệu này trong thời gian tới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Một hãng làm thuốc lá Hoa Kỳ có quảng cáo một loại thuốc lá đặc biệt cho phụ nữ. Theo lời quảng cáo của hãng này, thì 40 năm trước đây, phụ nữ không được phép hút thuốc. Có bà ghiền quá phải trốn ở nơi nào kín đáo để hút, nhưng khi bị bắt quả tang, họ bị sỉ vả đủ điều. Bây giờ phụ nữ tha hồ hút, vì vậy khẩu hiệu của hãng thuốc lá đó là em đã tiến bộ rất nhiều. Quan niệm lệch lạc buộc tội phụ nữ mà không buộc tội đàn ông của Hoa Kỳ cũng giống quan niệm của Á Đông ta thời xưa với câu trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Trai đã có vợ chính thức, còn có thể có thêm vợ bé, thê thiếp mà chẳng bị xã hội lên án. Còn gái thì buộc phải chín chuyên một chồng, vì phụ nữ nào lăng nhăng thì đáng cho voi dài, ngựa xéo. Như vậy, ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam, việc kể là có tội hay kể là vô tội đều hoàn toàn tùy thuộc vào quan niệm của người ta, là quan niệm có thể thay đổi theo không gian và thời gian. Trong Thánh Kinh là lời của Thượng Đế, có nhiều chỗ nói về việc kể là có tội và kể là vô tội. Nhưng Thánh Kinh không căn cứ vào quan niệm lệch lạc của con người, mà hoàn toàn căn cứ vào tiêu chuẩn bất di bất dịch của Thượng Đế. 700 năm trước khi Chúa cứu thế vào đời, Thượng Đế có phán bảo nhà tiên tri Esai chép rằng người đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người. Rồi khi Chúa chịu treo thân trên cây thập tự để thực hiện công cuộc cứu rỗi nhân loại, Thánh Kinh chép rằng Thượng Đế đã khiến đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế kể là người công chính thánh thiện. Với các hệ thống tư pháp của loài người, có rất nhiều người vô tội bị kể là có tội, và cũng có rất nhiều người có tội, sờ mà vẫn được tráng án. Nhưng Thượng Đế là quan án công minh tuyệt đối, Ngài không bao giờ xử người có tội là vô tội, và cũng không xử người vô tội là có tội. Nhưng trong cả lịch sử loài người, từ lúc khai thiên lập địa đến ngày tận thế, có ai là vô tội theo tiêu chuẩn công chính thánh thiện tuyệt đối của Thượng Đế không? Thánh Kinh trả lời là không một ai công chính thánh thiện cả, dù một người cũng không. Một nhà đại hiền triết Á Đông đã được nhiều người tôn vị giáo sư muôn đời, cũng đã xác nhận rằng ngô vị, kiến thiên nhân, tức là tôi chưa hề thấy một người thiện lành. Bên Tây Phương, triết gia Diogenes đã có lần thắp đuốc đi khắp kinh đô Hy Lạp để kiếm một người lương thiện mà kiếm không ra. Như vậy, chúng ta tuyệt vọng rồi sao? Những người được đời coi là thánh nhân hiền triết mà còn chưa phải là hoàn toàn thánh thiện, thì chúng ta là ai? Làm sao chúng ta tránh khỏi cơn hình phạt của Thượng Đế là đấng có phán rằng linh hồn nào phạm tội thì phải chết? Về phía Thượng Đế, làm cách nào Ngài vừa có thể thi hành luật pháp đúng theo bản tính công minh thánh khiết của Ngài,
mà đồng thời cũng có thể bày tỏ lòng yêu thương vô biên của Ngài để cứu rỗi chúng ta là người có tội. Tất cả những câu hỏi mà loài người không thể trả lời đó đều đã được Thượng Đế giải đáp một cách trọn vẹn, vì Thượng Đế đã khiến đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng ta. Nhờ đó chúng ta được Thượng Đế kể là người công chính thánh thiện. Đấy là giải pháp cây thập tự. Cây thập tự là giải pháp duy nhất đã đồng thời thỏa mãn cả hai bản tính tuyệt đối của Thượng Đế. Với bản tính thánh khiết, Thượng Đế đã hình phạt tất cả tội lỗi chúng ta trong thân thể của đấng vô tội là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và với bản tính yêu thương tuyệt đối, Thượng Đế đưa tay ra tiếp nhận chúng ta, kể chúng ta là người công chính, thánh thiện. Việc Thượng Đế kể chúng ta là người vô tội, thánh thiện là một ân phúc của Thượng Đế ban cho nhân loại, ban cho quý vị và chúng tôi mà không đòi hỏi chúng ta phải trả một giá nào cả. Theo lời Thánh Kinh chép rằng, anh em được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em. Không kỳ thị. Vào cuối tháng giêng năm 1987, bà Coretta King, quả phụ của lãnh tụ dân quyền Martin Luther King, đã cùng một số lãnh tụ người da đen dẫn đầu một đoàn biểu tình khoảng 20.000 người kéo vào thành phố Cummins ở tiểu bang Georgia để phản đối thái độ kỳ thị chủng tộc của người da trắng tại địa phương này. Cuộc biểu tình ở Cummins chỉ là một trong nhiều cuộc biểu tình diễn hành ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong mấy tháng vừa qua, và cho thấy rằng vấn đề kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ vẫn còn là một vấn đề trầm trọng, mặc dù đã có nhiều đạo luật ngăn cấm kỳ thị trong hầu hết các lĩnh vực. Theo một cuộc thăm dò dư luận của tạp chí Time, thì 35% người da trắng và 51% người da đen đồng ý rằng đa số người da trắng không thích người da đen. Ngược lại, cũng có 44% người da trắng và 45% người da đen nói rằng đa số người da đen không thích người da trắng. Có đến 92% người da đen và 87% người da trắng đồng ý rằng kỳ thị chủng tộc vẫn còn là một vấn đề khá phổ thông ở Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nói kỳ thị chủng tộc không phải chỉ là một vấn đề riêng rẽ của Hoa Kỳ, mà là một vấn đề quốc tế. Nhưng nói cho đúng, thì con người kỳ thị nhau không chỉ vì màu da, tiếng nói, mà còn ở nhiều khía cạnh khác, như trường hợp người da trắng kỳ thị người da trắng ở Bắc Á Nhĩ Lan vì vấn đề tôn giáo. Người da ngăm ngăm đen ở Tích Lan kỳ thị nhau cũng vì vấn đề tôn giáo. Ở Nhật Bản, người gốc Nhật kỳ thị người gốc Đại Hàn vì quyền lợi kinh tế, vân vân. Một số người Việt Nam ở Hoa Kỳ thường than phiền họ bị người da trắng kỳ thị, nhưng đồng thời họ không ưa người da đen và quả quyết rằng họ không mua nhà tại địa phương có nhiều người da đen, không cho con cái đi học ở trường nào có đa số học sinh da đen. Trong khi có người kỳ thị tranh chấp nhau, thì Thượng Đế không kỳ thị, không thiên vị ai cả. Sự kiện Thượng Đế không kỳ thị nhưng coi tất cả mọi người như nhau có hai khía cạnh đáng cho chúng ta lưu ý. Khía cạnh thứ nhất là vì Thượng Đế không kỳ thị nên chúng ta có thể được hưởng tình yêu của Thượng Đế như bất cứ người nào khác. Dù chúng ta có bị đời khinh rẻ, dù chúng ta không có địa vị trong xã hội, dù chúng ta có nhiều tội lỗi đến đâu đi nữa, Thượng Đế cũng yêu thương chúng ta như Ngài yêu thương những người có địa vị trong xã hội, người được đời coi là đạo đức, cao trọng, vân vân. Ở trên đời, chúng ta có thể bị kỳ thị ở trường học, ở sở làm, ở trong gia đình vì cảnh con cưng, con ghét, hay ngay cả ở những tổ chức tôn giáo vì chúng ta không có phương tiện để cúng kiến hay đóng góp như những người khác. Nhưng trước Thượng Đế, chúng ta được coi là bình đẳng với mọi người,
vì Thượng Đế chỉ thấy chúng ta là con người tội lỗi, cần tình thương, cần sự tha thứ của Ngài. Kinh Thánh chép rằng, vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã hy sinh con một của Ngài, để tất cả những người tin nhận con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh viễn. Thượng Đế yêu thương tất cả nhân loại với một tình yêu không kỳ thị. Ngài yêu người da vàng, cũng như người da trắng, da đen, da đỏ. Ngài yêu người trí thức, cũng như người thất học, người có địa vị, có thế lực, cũng như người lẻ loi, cô thế. Khía cạnh thứ hai là, vì Thượng Đế không kỳ thị, nên không ai có thể thoát hình phạt nếu không tiếp nhận tình yêu của Ngài. Nhiều người không muốn nói đến việc Thượng Đế hình phạt. Họ muốn nhấn mạnh đến tình yêu của Thượng Đế và cố tình quên đi bản tính thánh khiết, kỳ tà của Ngài. Thánh Kinh cho biết rằng, chẳng những Thượng Đế yêu thương, mà Ngài cũng là Thượng Đế thánh khiết, kỳ tà. Chẳng những Thượng Đế lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho ai tin nhận Chúa cứu thế, mà cũng không thể nào bỏ qua việc hình phạt những người cố tình bất tuân mạng lệnh Ngài. Theo lời Thánh Kinh rằng, ai tin con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn, ai không vâng phục Ngài đã chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Thượng Đế. Nhưng hiện nay là thời thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi để chúng ta mở lòng ra đón nhận tình yêu không thiên vị của Thượng Đế qua dòng huyết của Chúa cứu thế. Bị mất túi hay làm mất cái bóp là điều không may vì có thể mất một số tiền, mất giấy tờ quan trọng và có khi phải chịu hậu quả vô cùng tai hại. Anh Terry Dean Rogan làm mất cái bóp ở Detroit vào tháng Giêng năm 1981 và việc này đã làm cho cuộc đời anh tan nát. Một năm sau khi anh Rogan bị mất bóp, một người đã dùng giấy tờ của anh khi tham dự vào hai vụ cướp bóc giết người ở vùng Los Angeles. Do đó, tên Terry Dean Rogan đã bị Sở Cảnh sát Liên bang FBI ghi vào hệ thống computer có tên là Hệ thống Trung tâm Tin tức Tội phạm Toàn quốc để tầm nã. Từ đó đến nay, anh Rogan đã bị bắt và bị giam giữ 5 lần ở tiểu bang Michigan và tiểu bang Texas. Anh Rogan hiện đang sinh sống ở tiểu bang Michigan, có tuyên bố rằng anh chưa bao giờ đặt chân đến tiểu bang California hay vùng Los Angeles. Nhưng vì có tên trong hệ thống computer của sở FBI, nên anh không kiếm được việc làm, gặp nhiều rắc rối trong gia đình, và anh vì chán nản thất vọng nên đã trở thành người nghiện rượu. Trường hợp anh Rogan bị tai họa là vì nhầm lẫn. Một người khác đã ăn cướp và giết người, nhưng dùng giấy tờ của anh Rogan nên anh này bị cảnh sát tầm nã. Trong đời, thường xảy ra nhiều chuyện bắt nhầm, phạt nhầm như vậy. Có trường hợp người bị bắt nhầm ngoài ý muốn của họ, tức là họ chỉ là nạn nhân, gặp tai bay, vạ gió. Cũng có trường hợp bắt nhầm là do chính đương sự tình nguyện. Đó là trường hợp của Lê Lai trong lịch sử Việt Nam. Lê Lai phò vua Lê Lợi, với hy vọng đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Nhưng gặp lúc quân của vua Lê Lợi còn quá yếu, bị quân nhà Minh vây hãm quá ngặt, Lê Lai biết nếu để vòng vây của địch kéo dài, trước sau gì Lê Lợi cũng bị bắt giết, và dân tộc Việt Nam không có ai lãnh đạo chống quân ngoại xâm. Do đó, Lê Lai tình nguyện giả làm Lê Lợi để cho quân nhà Minh bắt chém đầu. Nhờ có Lê Lai hy sinh, Lê Lợi mới trốn thoát và tổ chức lại quân đội, rồi cuối cùng đã đuổi quân nhà Minh ra khỏi bờ cõi. Đối với quân nhà Minh, việc bắt và giết Lê Lai có thể là một việc nhầm lẫn, nhưng đối với Lê Lai và Lê Lợi, không có gì là nhầm lẫn cả vì họ đã cố ý xếp đặt như vậy, tức là Lê Lai đã tình nguyện và Lê Lợi đã đồng ý. Cả bốn sách phúc âm trong Thánh Kinh đều có ghi chép với rất nhiều chi tiết, câu chuyện của một người bị bắt, bị lên án tử hình và bị xử tử.
Nhiều người nghĩ đây là một trường hợp bắt lầm, xử lầm và giết lầm, vì ai cũng biết người bị xử tử là người vô tội. Và chính vì quan tòa La Mã xử vụ này cũng đã tuyên bố, tôi không thấy người này có tội gì cả. Nhưng đây không phải là một trường hợp nhầm lẫn, vì chính đương sự là người bị bắt giết đã nhiều lần tuyên bố rằng ta sẽ bị phản bội, bị bắt nộp cho các thầy trưởng tế và dạy luật. Họ sẽ lên án xử tử ta rồi giao nộp ta cho người La Mã. Người La Mã sẽ chế giễu, phỉ nhổ, đánh đập và giết ta, nhưng 3 ngày sau ta sẽ sống lại. Nghe lời tuyên bố này, quý vị đã biết rõ người này là ai rồi. Người này chính là Chúa Cứu Thế, là Thượng Đế hiện thân, đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không tiếp nhận Ngài. Mặc dù Chúa Cứu Thế bị một môn đệ phản bội, nhưng Ngài không bị bắt lầm như trường hợp anh Rogan ở Michigan. Trường hợp của Chúa Cứu Thế giống trường hợp của Lê Lai ở một điểm là điểm tình nguyện chịu chết thay thế người khác, nhưng lại khác trường hợp của Lê Lai ở điểm then chốt. Trường hợp Lê Lai của Việt Nam hay Kỷ Tín của lịch sử Trung Hoa hay của một số ít người xả thân vì đại nghĩa được Thánh Kinh mô tả là thỉnh thoảng cũng có vài người chịu chết cho người công chính hiền lương. Nhưng trường hợp của Chúa Cứu Thế là trường hợp có một trong lịch sử nhân loại, vì chỉ có một mình Chúa Cứu Thế mới hy sinh chịu chết thay thế chúng ta, ngay khi chúng ta còn là con người tội lỗi, còn chống nghịch Thượng Đế. Chúa Cứu Thế đã tình nguyện hy sinh vì chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta với một tình yêu bao la không bờ bến, một tình yêu lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ tất cả các lỗi lầm chúng ta khi chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Ngài. Lao động. Phải lao động, phải làm lụng cực nhọc mới có miếng ăn. Đó là một trong những nỗi khổ của con người. Có nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề lao động. Có người cho rằng lao động là vinh quang. Một số khác lại cho rằng người nào càng nhàn bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu và không phải làm việc là dấu hiệu của giàu có. Thật ra, cả hai quan niệm trên đều sai. Thánh Kinh là lời của Thượng Đế cho chúng ta biết rằng, thứ nhất, làm việc là bổn phận của con người. Trước khi loài người phạm tội, Thiên Chúa đã lập vườn địa đàng rồi đem con người vào đó để trồng và giữ vườn. Tổ tiên loài người không cần phải làm việc mới có miếng ăn, nhưng Chúa đã tạo cơ hội cho họ có việc để làm. Con người sinh ra không phải để ăn không ngồi rồi. Người ta cũng thường nói, nhàn cư vi bất thiện, hàm ý rằng không làm gì cả dễ sinh ra những hành vi tội ác. Như vậy, theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, chúng ta nên siêng năng làm việc và coi đó là thiên chức của con người. Thứ hai, làm việc cực nhọc là hậu quả của tội lỗi. Sau khi phạm tội, một trong những hình phạt con người phải gánh chịu là phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Do đó, ta không thể nói lao động là vinh quang. Lao động là hình phạt con người phải chịu vì phạm tội với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn con người làm việc, tuy nhiên phải làm việc đổ mồ hôi trán mới có mà ăn là hình phạt kể từ khi con người phạm tội. Như vậy, chúng ta nên có cái nhìn như thế nào về vấn đề làm việc? Trước hết, chúng ta hãy coi đó là thiên chức Thiên Chúa dành cho chúng ta. Dù làm việc gì, trong cương vị nào, Thánh Kinh dạy, làm việc gì cũng nên tận tâm như làm cho Chúa chứ không phải cho người. Có người than phiền rằng sao cứ phải làm việc cực nhọc quá. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem việc làm như là thiên chức Chúa giao, chúng ta sẽ thấy vui sống hơn. Có người đã nói, làm việc mình thích, đó là tự do. Nhưng thích việc mình làm, đó mới là hạnh phúc. Ngược lại, có một số người đang sống ở những nơi mà cơ hội làm việc quá nhiều, kiếm tiền quá dễ, chỉ cần chịu khó làm việc là được, nên đã lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm.
có người làm 2-3 việc cùng một lúc, làm giờ phụ trội, bất kể nhiều hay ít. Họ nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền chừng nào, đời sống sẽ hạnh phúc chừng nấy. Tuy nhiên, họ không biết rằng, trong khi dành thì giờ để kiếm tiền như vậy, họ đã đánh mất không biết bao nhiêu điều quý giá trên đời. Có người đã bỏ những thì giờ được gần gũi con cái để đi làm kiếm tiền. Có những người không để ý gì đến đời sống tâm linh, đạo đức, cứ lao đầu vào làm việc, để rồi gặp ai cũng than rằng bận quá, vất vả quá. Đành rằng, có những người cần phải làm việc để sinh sống, hoặc để trả nợ, hoặc để giúp người thân còn ở Việt Nam. Nhưng chúng ta phải coi việc làm chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của đời sống. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và muốn con người sống hạnh phúc, nhưng con người đã quyết định chọn con đường tội lỗi nên phải gặt lấy những hậu quả tai hại cho mình. Chúa Giê-xu đã giáng trần làm người gần 2.000 năm trước để giải quyết vấn đề tội lỗi đó, và Ngài hứa ban an nghỉ cho những ai đến với Chúa. Chúa phán, những ai đang mệt nhọc và gánh nặng ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Bạn có đang mệt nhọc vì những gánh nặng trên đời không? Bạn đang làm việc trong thái độ nào? Việc làm là phương tiện hay là cứu cánh của đời bạn? Chỉ trong Chúa cứu thế Giê-xu, chỉ khi nào chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta mới có một cái nhìn đúng vào vấn đề việc làm và chúng ta được giải thoát, không còn làm nô lệ cho tội lỗi và sống theo những khuynh hướng tội lỗi nữa. Hãy tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu để được thanh tẩy tội lỗi và có được cái nhìn đúng vào vấn đề làm việc. Và bạn sẽ thấy rằng việc làm là thiên chức của con người, là phương tiện để sinh sống, chứ không phải là món nợ của kiếp người. Trước đây ít lâu, khi nói đến một chiếc máy thông minh, người ta bảo rằng đó là cách nói chơi mà thôi, vì thông minh, khôn ngoan chỉ được dùng cho người. Tuy nhiên, trong kỹ nghệ điện tử ngày nay, người ta bảo rằng có những cái máy đã biết tự nghĩ. Người ta lại còn nói là máy nhớ giỏi hoặc là lý luận giỏi nữa là khác. Chính vì vậy mà trong những quảng cáo kỹ nghệ ngày nay, người ta dám nói rằng hãng này, hãng nọ chế tạo được một robot khôn ngoan nhất thế giới. Và khi đọc quảng cáo như vậy, người ta cũng không cho là lạ. Người ta chỉ thắc mắc không hiểu máy khôn đến độ nào mà thôi. Chẳng hạn như máy Sumitomo của Nhật Bản vừa quảng cáo rằng robot mới nhất của họ có một nhận xét không robot nào so sánh được. Robot này được trang bị một cơ phận để nhận ra những tiếng nói và phát âm, vì thế nó có thể nghe và trả lời. Nó cũng có thể thấy bằng mắt và có thể phân biệt được những hình thể, cơ độ, màu sắc, vân vân. Hơn thế nữa, nó còn có cả hai tay, hai chân để di chuyển và cử động. Robot này chỉ cao có một thước và nặng 100 kg. Mỗi khi nhận được một hiệu lệnh bằng lời nói, robot có thể đi đến một khu vực trong hãng, nhìn những vật dụng, lựa cái mà người chủ bảo kiếm, cầm lên, mang lại, ráp vào chỗ mà người chủ muốn ráp. Trong khi đi, nó còn có thể tránh các đồ vật cản bước nó đi nữa. Vấn đề đặt ra là robot này hiểu được bao nhiêu thứ tiếng để mà nhận lệnh truyền dạy. Tất nhiên là hiện nay nó nghe và hiểu được chỉ có tiếng Nhật mà thôi. Câu chuyện chú robot mới của Nhật đáng cho mọi người chú ý vì người ta mường tượng ra một người máy có gắn đủ những cơ phận như một người, nhưng nếu xét cho cùng, ta thấy người máy còn quá đơn giản so với một người thật. Một điều mà người máy khác hẳn với người thật là người máy chỉ hành động theo phản ứng cơ học mà người ta đã định cho nó phải có. Nó không có tình cảm, lý trí hay ý chí, nghĩa là không biết thương yêu, giận hờn, luyến tiếc, cũng không biết lựa chọn điều hay, tránh điều sai quấy.
nó cũng không quyết định được phải làm việc này hay làm việc nọ. Nó cần có một người nào đó để ra hiệu lệnh cho nó hoạt động, hoặc là chương trình hóa để nó theo đó mà làm. Người ta thấy người máy thật đơn giản và không bao giờ có thể gọi nó là một người được. Tuy nhiên, trong xã hội, trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc bạn có nhận thấy chính mình cũng là một loại người máy không? Nhiều khi chúng ta phải học thuộc lòng nhiều lý thuyết để được thấm nhuần và cứ theo đó mà hành động. Hành động như một cái máy, không cần tình cảm, không cần lý trí và cũng không cần quyết định vì tài liệu, vì nguyên tắc đã được ấn định rõ. Nhiều khi chúng ta sống không cần đến tình thương vì cho rằng tình thương là ủy mị, là chậm tiến. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tiến bộ là lao động, là đạt đến nhiều thành công về vật chất, về cơ khí, về sản phẩm. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng quanh ta là một tập thể những người vô cảm, chỉ sống theo nguyên tắc hoặc là theo phản ứng cơ học như những robot. Không, con người của mỗi chúng ta có tình cảm, có lý trí và có ý chí. Nếu chúng ta trải qua một cuộc tẩy não về tư tưởng và thái độ, đến nỗi mất hẳn tình thương, mất hẳn niềm tin và hy vọng, thì bạn thử nghĩ xem chúng ta có khác gì một robot tầm thường không? Tất nhiên là không ai chịu bị gọi là một robot bao giờ, nhưng rất nhiều người có lối sống y hệt như một người máy. Một cuộc sống như vậy thật vô nghĩa vì đến một lúc nào đó, những giá trị sẽ không còn nữa và người máy vô cảm cũng sẽ mai một với thời gian trong tuyệt vọng. Chúng tôi nhận thấy Chúa Giêsu đã quan tâm đến nhân loại và Ngài muốn lập lại ngôi vị của mỗi chúng ta, đó là những con người cao quý, con người đó có ý chí, lý trí, tình cảm. Chúa Giêsu đã đến thế gian này hy sinh đền tội cho mỗi người, không phải để cho chúng ta được trở thành những con người bằng máy, nhưng giúp chúng ta trở lại địa vị con người thật sự với quân bình về tình cảm, ý chí và lý trí. Nếu nhân loại cần một lớp người tiến bộ, thì lớp người ấy phải là những người đặt vững niềm tin nơi Chúa Giêsu. Vì những người tiến bộ này không phạm tội ác, sống đời hiền hòa, thương yêu, đặt hy vọng nơi Chúa là đấng chủ tể cao cả. Chúng tôi mời bạn hãy đến với Chúa để bắt đầu bước đầu tiên trên hướng đi tiến bộ này. Vì chỉ hướng đi này mới đem lại giá trị thật cho con người. Tài liệu này do Thư viện Tin Lành cung cấp. Thính giả có thể nghe và đọc thêm những tài liệu liên hệ tại website www.thuvientinlanh.org.